Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Chào các bác đến với kênh Giao Việt của em. Kênh Giao Việt của em là kênh chuyên sản xuất dao và bán dao trên YouTube đấy. Và video thì các bác có ưng cái món nào thì các bác cứ chụp ảnh video
để gửi qua Zalo cái số máy của em thì em sẽ làm theo cái yêu cầu của các bác nha. Các bác cứ chụp hình cái màn hình video ấy. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ thì cứ vào cái số máy này em nhá. Đấy, đây là cái số máy Zalo Facebook của em ấy, thì các bác có ưng món nào thì cứ liên hệ bằng cái này. Này em để đây. Kênh của em là kênh test giao gửi khách, vừa test là vừa quảng cáo cái mẫu mã vì con dao các bác nha. Đây này, đây là dao của bác Thái ở Bắc Giang, bác có đặt một cái dao phóng tiết lợn này, lưỡi dài 25 cm, đấy, mỏng tanh về phóng và thái. Đây, mỏng lắm nha các bác nha. Đấy, rất là mỏng. Các bác về mà cứ phóng thịt lợn trong thái, các bác đừng hạn chế sấn bẻ những cái sụn trước gì nhá. Các bác muốn dùng cái dao để mà sấn sụn thì các bác hãy nhặt những con dao nó dày hơn, các bác sấn đại loại như con dao này chẳng hạn, sấn bừa thế nào thì bừa. Nhưng cái dao này thì khuyên các bác là đừng đừng động chạm những cái đấy, không may sấn vào cái mí này nó rất mỏng, nó không chịu. Và cây dao gọt hoa quả bác có đặt thêm này. Và tiếp theo đây là dao của bác Bình, bác đặt cây gọt hoa quả mẫu này. Đấy, đây là dao của bác Bình, dao gọt hoa quả. Đây cũng là dạng dao gọt hoa quả nữa nhưng mà dao nhỏ xíu, như ở dao mèo. Là mẫu dao của các bạn, cả vỏ nha, bác đặt cả vỏ. Rồi, đây là cái cây dao mèo 25 cm cán ốp, cộng vỏ của bác đây, sống dày 7 ly, rất đầm đìa chắc chắn. Đây là dao mèo 25 cm mẫu nha. Chốt 3 đinh cán ốp. Tiếp theo đây là dao của bác Hồ Hoàng, bác Hoàng ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Bác cứ đặt cây dao này là cây dao chặt, đây, mẫu mã hầm hố đa dạng này các bác, phun tang cán ốp này. Chốt 3 đi. Đấy, giờ em đánh bóng không gì cho các bác về yên tâm sản xuất nha các bác nha, không gì yên tâm dùng. Là dao chặt gà vịt thì các bác. Đấy, mẫu này các bác ưng thì alo cho em đấy nha. Ưng thì cứ liên hệ với cái Zalo số máy này này các bác này. Đấy. Đấy, ưng mẫu này thì các bác cầm thì này, dao này gọi là chơi hay bày đẹp. Không gì các bác nha. Bảo hành cho các bác luôn. Mẫu này thì các bác nhiều nhiều bác thích. À, tiếp theo đây là dao của bác Minh. Minh mới đặt cây nhỏ xíu này. Đấy, một cây nhỏ xíu. Cũng vỏ. Vỏ rất đẹp, vỏ cẩm. Đây này về nói chung là các bác gọt hoa quả có cái vỏ này. Nó đẹp. Chơi đi câu đi cá thì hay mang theo gì. Và đây là cây dao mèo 30 cm, mái trắng. Cộng vỏ cẩm này. Dáng rất là thanh thoát. Đây là dao bác Minh. Và tiếp theo đây là dao của anh Lộc. Anh Lộc ở Vũng Tàu, anh có đặt hai cây. Một cái chặt này. Đấy, một cái chặt. Làm đẹp đấy. Đấy, để mẫu này thì rất là nặng, đặc biệt, nặng đẹp. Một cái dao thái này, có đặt hai cây cây chặt cây thái, dáng rất là phong cách này. Rất là đẹp. Đây là dao thái nhá, để em đánh bóng cho các bác là không gì đúng nhất.
thái. Rất là sắc bén luôn. Và tiếp theo đây là hai cây dao của anh Hữu. Anh Hữu ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng chặt cây này. Cũng như mẫu mã cán ốc phun tang này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Dao của anh Hữu. Không dịch. Và một cây này nữa là cây dao thái anh đặt theo cái mẫu đấy nhá. Đấy, các bác có ưng thì cứ chụp hình màn hình video gửi cho em cái mẫu con này là được. Đấy, đây là cây chặt cây thái nhìn trong gia đình rất là đẹp, mẫu này nhiều bác rất thích. Đấy, tiếp theo đây là dao của anh Tuấn. Tuấn là anh Phạm Tuấn, anh đặt cây dao gọt hoa quả dáng phi lê. Cây dao gọt hoa quả, một cây dao mèo dáng đầu đao mài láng trắng đẹp cho bác. Cán cẩm, gỗ cẩm hết, cán ốp. Một cây 30 cm, cán cẩm, vỏ cẩm rất là đẹp, rất là chắc, đầm đìa chắc chắn tay. Xong rồi anh nghe Phạm Tuấn luôn. Tiếp theo đây là dao của anh Mai Mai Anh Phong. Anh đã đặt hai cái cây này này vì anh chỉ yếu là để anh chơi, anh trưng bày thôi. Một cây và một cây anh không làm vỏ, không làm cán. Anh đặt hai cây này về để anh, cây này anh về anh tự làm cán đấy. Một cây này thì anh bảo làm được cán cất cẩm. Mẫu này là anh ý gửi cho em này, anh bảo làm này. Còn tiếp theo đây là dao của anh Được, Cao Thành Được. Anh Cao Thành Được ở Hồ Chí Minh. Anh đã đặt tên này là cái dao chặt, chặt thái, chặt gà vịt thái, dùng ra lăng trong nhà bếp. Đây là anh Dưỡng nè. Và cuối cùng đây là dao của anh Thắng. Tôi đặt cây này là cây cây đi phượt của anh, chơi phượt cả bỏ. Đây là vỏ cẩm, đây là cái mẫu này anh ấy đặt, anh bảo làm vỏ chơi suốt không có gờ gì. Đây là làm xong rồi anh nói bạn ưng mẫu này thì ra lô về cán phun tang hết. Đây này thì nói chung chỉ để trưng bày cho đẹp, chả biết là sử dụng cái gì, cái gì đi chơi thì chặt chém rất là sống. Em làm giày 5 ly 6 ly rất là chắc đường. Đấy, qua video thì các bác quan tâm đến mẫu dao nào thì các bác cứ liên hệ vào số máy này cho Zalo và Facebook đây. Đấy, thì cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn qua Zalo và gửi ảnh ấy, nhất đâu là chụp màn hình đấy con dao của mình thích đấy. Chụp thì các bác chưa biết cách chụp thì em mách nhỏ cho các bác là các bác cứ ấn cái nút nguồn và cái nút dấu trừ của cái âm lượng cái điện thoại, giữ một lúc là nó sẽ chụp được cái màn hình điện thoại các bác đấy, khi nào nó chụp đến kêu đến tạch cái là được đấy. Các bác hãy chụp màn hình điện thoại mình bằng cách như vậy. Nhiều bác nó bảo không biết cách chụp thế nào. Qua video xin cảm ơn các bác, các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Mẫu mã đây. Đấy, mẫu mã đặc biệt là dao chặt. Các bác thích mẫu nào thì em làm mẫu đấy. Không gì, cán ốp, cái này phun tang còn cái này thì không. Người thích thì nọ, người thích thì kia. Tùy.
Người thì thích nhiều lỗ, người ít lỗ. Người em đánh không gì đấy. Các bác chú ý. Qua video em chỉ nói qua như vậy thì các bác cứ ủng hộ cho em nhé.